Làm thịt bò nghe anh em. Một hồi mình sẽ đem nó đi làm món cò xào nấm. Có con cò có trứng nữa. Cò nào? Chặt rồi. Cò em chặt rồi hả? Mình bắt đầu xào nha các bạn. Đã xào đi trước cho nó thơm rồi. Nhà bạn nào mà không có tỏi mình xào hành tím cũng được các bạn. Cho nó thơm còn gòn nha. Bỏ cò vô nha các bạn. Khoảng 2 muỗng bột ngọt như thế này. Hai muỗng bột ngọt như thế này. Mỗi miếng gì thôi nha, để mặn nha các bạn. Cho chút nước nè, để thịt bò nó mềm nha. Nào mình cho nước mình lớn lửa thêm chút nha các bạn. Đây, cái đùi nữa nè. Nè, thấy không? Còn nó khô rồi nè bạn, nó vàng rồi nè. Nè, thịt cò nó vàng hết rồi nè. Mình đổ nấm vô.
lấy gỗ thôi nướng nó chảy rồi. Nướng rồi. Xào đây. Đó, nấm cho xá nó hơi lạc, mình nên hương chút gia vị nha các bạn. Ít thôi nè. Nước này. Chín này nghe các bạn nha, núm nó mềm hết rồi nè các bạn, thịt cò nó cũng mềm luôn nè, mình tắt lửa được nha các bạn. Đây, sau một đêm đi săn mình đã có được một dĩa thịt cò xào nấm thơm ngon các bạn. Bạn nào chưa ăn món này thử đi nha, ngon lắm á.